Có nghe hay, quý vị nghe hay là quý vị thấy về có đúng chánh pháp hay không? Nếu không chánh pháp thì vị này có phạm chia rẽ tăng đoàn không? Theo con được biết, hoặc hành sai giáo pháp của Đức Phật thì người đó chia rẽ tăng đoàn và có thể đi địa ngục. Cho nên sư mới hỏi đó là quý vị nghe hay là quý vị thấy, thế nào là nghe mà thế nào là thấy. Sư thấy một cái tấm hình, sư thấy một tấm hình Hòa Thượng Bửu Chánh là có nâng cái bát lên như vậy, nhưng mà sư không có nghe, có nghĩa là không biết là lúc đó là Hòa Thượng đọc đọc cái gì, có đọc hay không, có đọc hay không và đọc cái gì. Hai cái có đọc hay không và đọc cái gì. Quý vị có còn nhớ cái tích truyện là Thị Kính không? Có nghĩa là cái người bà mẹ đó thấy đứa con nó khóc đó, rồi chỉ lên cái bóng ở trên vách đó mà nói ba đó con, ba đó con, thì đứa bé nó tin đó là ba nó. Rồi tới khi mà người chồng đi lính về đó ôm đứa con nói, nó khóc, nó nói ông không phải ba tôi, ba tôi đêm nào cũng tới với tôi hết trơn, ông không phải ba tôi. Và thế là người chồng đuổi bà vợ đi, bà vợ uất ức và nhảy sông tự tử. Sau này đó ông chồng, cái tối hôm đó, ông chồng đương nhiên là ông cũng buồn bực, thì tối đó thắp đèn dầu lên đó, thì khi mà thắp đèn dầu lên, đứa nhóc nó vỗ tay, nó nói ba về, nó chỉ lên cái bóng. Thì khi đó nó muộn rồi, muộn rồi. Cũng vậy đó, có những việc chúng ta nhìn như vậy chưa chắc nó đã như vậy. Sư chỉ nhìn thấy tấm hình thôi mà sư chưa chắc, tại vì có những cái khi mình nhìn như vậy nhưng mà nó vẫn chưa chắc như vậy. Không khéo là lại thêm có một thị kính nữa, thành ra phải khi nào mà quý vị tận tai quý vị nghe, tận tai quý vị nghe Hòa Thượng Bửu Chánh nâng cái bát lên tụng kinh, tụng kinh đàng hoàng, Nam Mô A Di Đà Phật, có ví dụ như vậy, ví dụ như vậy, thì khi đó mình mới có cái để mình nói. Và tốt nhất á, tốt nhất á, là tại sao quý vị hỏi sư mà quý vị không hỏi trực tiếp Hòa Thượng Bửu Chánh, là vào thời điểm đó đó Hòa Thượng đã làm gì, Hòa Thượng đã nói gì và Hòa Thượng đã nghĩ gì, phải hỏi như vậy. Chứ không thể nào mà mình ngồi đây mà mình đoán mò. Sư đi, đương nhiên là sư cũng đi một vài cái nơi, một vài ngôi chùa Phật giáo phát triển. Tới giờ cơm thì họ có cái lễ của họ. Thì có một số vị đó, vị đó, ví dụ như là đến 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 chùa thì phải lễ Phật, đến chùa phải lễ Phật. Nhưng mà có khi đó trên cái đó không chỉ là một vị Phật Thích Ca, thành ra phải hỏi là lúc đó, lúc mà tâm của vị đó, vị đó lễ đó, vị đó lễ cái gì, vị đó lễ ai, và khi mà tụng kinh như vậy đó, vị đó tụng kinh gì, điều đó rất quan trọng. Tại vì có những khi chúng ta phải, chúng ta cần có gọi là cái giao tế, có những cái gọi là cái phép lịch sự, chúng ta gọi là phép lịch sự. Ví dụ như thiên hạ đều làm, có một mình không làm gì thì tốt nhất mình đừng có ở trong hội chúng đó. Có những cái mình gọi là cái phép lịch sự. Thành ra cái việc mà quý vị hỏi sẽ không chắc. Còn một trường hợp như vậy nữa nè, có một vị tỳ kheo đó, trong một cái tình thế mà vị đó bắt buộc vị đó phải lễ lại cái người có là cúi đầu chào, hoặc thậm chí quỳ lạy cái người, cái mặt cái người đối diện, cái người đối diện không phải là một vị trưởng lão Phật giáo Nguyên Thủy. Nếu quý vị nhìn thấy cái tấm hình đó, quý vị sẽ nghĩ cái gì? Có một vị sư đó, vị đó nói như thế này, vị đó lâm vào trường hợp đó rồi và vị đó nói như thế này. Khi đó đó tôi quán tưởng Đức Phật ở đằng trước,
Tôi nhắm mắt lại, tôi quán tưởng Đức Phật ở đằng trước. Và khi đó tôi chắp tay, tôi lạy, là tôi lạy Đức Phật ở đằng trước của tôi. Trong tâm tưởng của tôi, Đức Phật đang hiện diện ở trước mặt tôi và tôi đang lạy Phật. Ai đứng đó nhận cái lạy của tôi, người đó ráng chịu. Tại vì tôi đang lạy Phật chứ tôi không có lạy bất cứ ai khác ngoài ra. Tôi đang lạy Phật. Còn giả như một cái chúng sanh nào đó mà họ đứng ở phía trước mà họ nghĩ rằng người ta đang lạy tôi mà họ nhận cái đó thì họ tự chịu trách nhiệm. Thành ra đó, có những cái mình thấy như vậy, mình nghe như vậy mà sự thật có đúng như vậy hay không lại là chuyện khác. Ha. Thành ra sư nói là sư nói rất là công tâm chứ không phải là mình thiên vị bất cứ ai, không phải là sư binh hòa thượng Bửu Chánh hay là binh bất cứ một vị nào, mà mình phải nói là một cách rõ ràng đấy, có nghĩa là mình không có rơi vào những cái pháp thiên vị đó. Rồi theo con được biết thì ai nói hoặc hành sai chánh pháp Đức Phật thì người đó chia rẽ tăng đoàn và có thể đi địa ngục. Xin thưa, cái biết của quý vị là cái biết sai lầm. Đức Phật có nói như thế này: có những nguyên nhân gây chia rẽ tăng đoàn. Trong những nguyên nhân đó là chư tăng đoàn tranh cãi với nhau. Đây là lời Phật thuyết, đây không phải lời Phật thuyết. Đây là Phật có làm, đây là Phật không có làm. Đây là đúng chánh pháp, đây không đúng chánh pháp. Đây là có tội, đây là không có tội. Đây là tội nặng, đây là tội nhẹ. Đây là tội có thể sám hối, đây là tội không thể sám hối. Các vị tỳ kheo khi tranh cãi như vậy đó, đưa đến cái nguy cơ chia rẽ tăng đoàn. Đưa đến nguy cơ chia rẽ tăng đoàn. Chứ bản thân cái việc đó nó chưa có phải là chia rẽ tăng đoàn. Cho nên là bản thân cái việc mà hành sai giáo pháp đó, thì nó sẽ đưa đến cái nguy cơ chia rẽ tăng đoàn, chứ nó chưa phải là chia rẽ tăng đoàn ha. Chưa phải là chia rẽ tăng đoàn. Chia rẽ tăng đoàn là như thế nào? Đó là khi vị tỳ kheo đó tách hẳn một nhóm riêng, chia rẽ một cái nhóm, một nhóm có tối thiểu là 8 vị tỳ kheo, và vị đó tách ra, chia đôi ra, mỗi nhóm 4 vị, vị đó tách riêng ra, vị đó hành tăng sự riêng, không dính dáng vị đến cái nhóm kia nữa, thì khi đó là chia rẽ. Nhưng mà cái tội chia rẽ tăng đoàn chỉ được thành lập khi chư tăng tụng tuyên ngôn tới lần thứ 3, có nghĩa là chư tăng lôi vị đó lại. Chư tăng lôi vì đó lại khuyên là thôi sư đừng có làm như vậy. Khuyên sư đừng có làm như vậy, sư đừng không có nên chia rẽ là không có tốt. Khuyên như vậy mà vì đó vẫn kiên trì, vì đó không thay đổi. Khuyên tới lần thứ 3. Và khi đó chư tăng tụng tuyên ngôn, thì khi chư tăng hành lễ tăng sự tụng tuyên ngôn, khi đó vị đó mới phạm cái lỗi là chia rẽ tăng đoàn. Chứ không phải là mình cứ nói mà mình không có dựa theo luật là không có đúng.